Thì hôm nay sẽ là cái chủ đề là có những cách nào để mình xử lý cái nám da tại nhà. Và trong buổi live hôm nay thì không chia sẻ về các cái phương pháp bên ngoài như là laser này, hay là lăn kim, hay là PRP, hay meso. Thì hôm nay chia sẻ sâu hơn về những cái cách ở nhà thôi. Đấy, còn những cái câu hỏi mà cái phương pháp trị liệu bên ngoài thì cũng được. Nhưng mà hôm nay thì ưu tiên nhé, ưu tiên tập trung cho cái nhóm ở nhà. Điều số 1 nhá, cái phương pháp trị nám số 1 đấy, đấy là các bạn ngăn không cho nám mới sinh ra. Có nghĩa như này, có rất nhiều bạn khi mà trị nám ấy thì các bạn tập trung rất là nhiều vào cái nhóm treatment, ví dụ là Apotin này, Hydroquinone này, hay là Azelaic. Nhưng mà cái nguyên tắc của nám thì các bạn hình dung là để có một cái sắc tố trên mặt. Hình dung cái giấy này là bề mặt da của mình. Thế bây giờ này, nếu như mà trên tờ giấy này có một cái đốm màu xanh này đi, thì có phải là cái đốm màu xanh này được coi là cái đốm nám không? Hoặc là tàn nhang đúng chưa? Vậy thì nếu cái đốm này mà nó nằm ở trên bề mặt nông thì các bạn nhìn rất rõ không? Thế thì bây giờ này, lật cái mặt sau ra thì mặt sau nó không có gì cả, có nghĩa là không thấy nám đâu, nhưng mà lật lại thấy đốm nám. Đấy, thì các bạn hình dung là nám, tàn nhang hay thâm mụn nó đều là cái nốt này thôi. Nhưng mà tại sao cái nám nó lại điều trị khó hơn? Thì bây giờ này, nếu như mà không phải dùng cái bút này vẽ, mà bây giờ mình dùng cái loại nặng đô hơn, là mình dùng con bút này thì vẽ một cái điểm nám bên cạnh, vẫn là cái điểm nám đấy bạn nhìn nhá. Đây là đốm nám số 1, đây là đốm nám số 2. Thế thì cái đốm số 1 này, nếu mình lật cái tờ giấy sang đây, có phải là cái đốm số 1 mất không? Đốm số 2 vẫn còn không? Điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như cái mảng sắc tố của mình mà nó dày, nó không phải trên bề mặt nông, thì các bạn làm các phương pháp như là peel này, bắn laser bong này, hay là mình gọi là hút nám ấy, bản chất là peel, tóm lại là mình bôi một cái gì đó lên để bóc tách ra, thì nó chỉ hiệu quả khi nào thôi. Nếu nó là cái đốm nám số 1, tức là nó mỏng, thì mình bóc tách đúng không? Mình bóc đi thì bên dưới nó hết, nó bắt đầu nhỏ dần, sau đó là mình bóc tiếp thì là nó chỉ còn một đốt thôi. Có nghĩa là nếu như cái mảng sắc tố của mình mà nó ở nhiều tầng chồng với nhau như này, nó rất là dày, thì các bạn peel ra nó không đỡ, nó chỉ mờ nhẹ thôi. Thế thì cái nguyên tắc số 1 là gì? Để trị nám tại nhà là nguyên tắc số 1 các bạn ghi xuống, đó là ngăn không cho cái đốm nám mới sinh ra là dùng kem chống nắng. Đấy, để không cho cái đốm này sinh ra mới nữa, tức là bên cái dưới bên chân của nó ấy, bên dưới này nó không có nữa, thì khi mình bóc tách cái lớp bên trên này như thằng 1 này, mình bóc nó ra này, đấy thì nó hết. Ok, thì nguyên tắc số 1 là các bạn là phải bảo vệ đã. Đấy, dùng kem chống nắng nhá, các bạn ghi xuống là cái cách số 1 để trị nám tại nhà tập trung chính là chỉ có kem chống nắng và thêm một nhóm nữa là cái viên uống bổ sung. Đấy, thì viên uống bổ sung để làm gì? Viên uống bổ sung có tác dụng là tăng cường cái chuyển dạng sắc tố để làm sáng, ví dụ như là cysteine hay là glue. Đấy, hay là C hay là Chanesamic. Đấy thì đây là một vài cái thành phần trong đường uống. Như vậy là cái routine số 1 là chỉ tập trung vào chống nắng thôi, chống nắng và uống thôi là được. Đấy, cái combo này gọi là combo chống nắng, gọi là nắng uống. Nhá, tên combo này gọi là combo nắng uống, các bạn thử xem ghi xuống. Đấy, tức là mình chỉ tập trung cho việc là bảo vệ và uống thôi. Còn những cái phương pháp sau phần cuối nó sẽ hay hơn nhé, các bạn cố gắng xem hết cái buổi live này nhé, không có tự nhiên ra xem thoát đi mất thì phí. Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của bác sĩ Lương Trung Hiếu, bản tin chia sẻ về cách để bạn khỏe hơn, đẹp hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày. Ok, điều số 2 này, cái phương pháp trị nám số 2 đó là nó vẫn giống cách số 1 đấy, nhưng mà thêm cái thứ hai nữa, đó là thêm các cái nhóm tẩy da chết hoặc là bóc tách. Các bạn vừa nhìn xong đúng không, mình có hai cái đốm nám. Nếu mình mà bóc tách, mình lật đi đúng không, mình bóc tách, mình xé đi, có phải là một cái còn một cái hết không? Thì có nghĩa là mình sẽ thêm một cái nhóm là tẩy da chết, ví dụ AHA hoặc BHA hoặc tẩy da chết vật lý, hoặc là mình peel ra thì nó sẽ tăng cái quá trình gọi là đào thải sắc tố. Đấy gọi là nguyên tắc số 2 chị nào. Thế thì nguyên tắc số 2 là vẫn thêm cái số 1 và thêm cái tẩy da chết ở nhà hoặc là peel da. Ví dụ các bạn mà có điều kiện đến các cái cơ sở spa thẩm mỹ thì mình cũng có thể là làm các phương pháp peel da rất là hợp lý. Và ngoài ra nữa thì lại có là những cái nhóm peel da nhưng mà peel da ở mức độ vi thể, tức là rất nhỏ, peel da ở mức độ rất là nhỏ. Đấy thì người ta lại không cần peel vật lý AHA lúc nãy, thì mình có thể dùng thêm là retinol hoặc là tretinoin. Đấy là lý do tại sao mà trong trị nám chúng ta cứ hay cho cái retinol với tre vào. Đó, ở phương pháp số 2, nếu như các bạn mà đến spa thẩm mỹ thì mình có thể là bắn laser hoặc là mình peel da, ví dụ như là peel TCA. Đấy, hoặc là peel bằng dung dịch Nesner hoặc là peel hỗn hợp AHA và BHA cũng được nhá, có nhiều cách. Đấy, nguyên tắc số 2. Rồi, nguyên tắc số 3 này, khi mà các bạn là không thích cái phương pháp trên nữa thì phương pháp số 3, cái phương pháp này sẽ cần thêm cái chuyên sâu nhá, các bạn comment xuống này. Số 3 là thêm các nhóm ức chế
cái gốc nám, ức chế cái melanocyte. Với là bật mí này, hóa ra nhớ bình mất này, hóa ra những cái nhóm các bạn đang bôi hiện nay như là arbutin này, C này, Coric này, hydroquinone, nó đều là thuộc nguyên tắc số 3, đó là các nhóm sản phẩm ức chế sinh ra cái đốm nám mới. Tức là những sản phẩm hiện nay trên thị trường phần lớn là ức chế sinh ra nám mới. Ví dụ như là gì? Arbutin đúng không? Bạn nào dùng C arbutin đúng không? Rồi các bạn nào dùng hydroquinone này, Azelaic, AZ Clear này, hoặc là FX5 là RX5 đúng không? Và FX thì có phải là arbutin không? RX3 thì là HQ đúng không? Đấy, thì các bạn dùng các kem nám đó nó vẫn là HQ nhưng mà nó đánh vào cơ chế là gì? Ức chế không cho sinh ra nữa. Tức là hình dung này, cái đầu của bác sĩ Hiếu là tóc này, hình dung đây là cái tóc này là cái mảng nám. Thì cái tóc này cứ dài ra thì gọi là cái nám nó sinh ra, thì mình cắt bớt nó đi. Như vậy nếu như mà cái chân tóc mà còn thì có phải là cái nám nó không hết không? Hình dung tóc là nám nhé, đây là tóc của mình là nám này. Thế bây giờ nếu như mà mình thấy tóc nó dài lên, tức là nám nó sinh ra thêm, mình cắt đi, gọi là mình lột đi, mình lột tẩy đi, thì có phải là nám nó vẫn thế không? Nó chỉ đỡ đi một tí thôi. Nên là nếu cái chân tóc mà còn thì mình cắt tóc nó vẫn dài ra được, đúng không? Vì cái tóc nó còn thì mình, tóc nó dài lên mình cắt đi, gọi là cái mảng nám, gọi là chân nám. Thế thì các cái sản phẩm ức chế là gì? Nó sẽ bôi ức chế không cho tóc mọc nữa, gọi là ức chế không cho nám lên nữa thì nám nó đỡ. Nên những sản phẩm bôi này là ức chế thôi. Do đó thì cái nhóm số 3 này đương nhiên là phải có rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là da mình mỏng yếu quá mình không lột được. Thứ hai nữa là nếu cái chân mà nó còn ấy, cái bên dưới chân nó còn, có phải là tóc mình có lột mãi được không? Mình cắt mãi nó vẫn thế. Thì mình có thể kết hợp, ví dụ là sáng mình dùng Nia, tối mình dùng arbutin cũng là một giải pháp. Số 3 đấy là cái dùng các nhóm ức chế nhá, thì ok, số 3 là đương nhiên phải có, nhưng mà sẽ dành cho những bạn mà hiểu về chăm sóc da hơn. Chứ bây giờ mình dùng các loại treatment ấy thì các bạn rất dễ bị đỏ da, bị kích ứng. Thì lưu ý này, trong lúc trị nám ấy thì nguyên tắc số 2 đấy là mình phải kiên định và hiểu được những cái diễn biến có thể đến với mình để mình có biện pháp phòng trừ. Ví dụ các bạn dùng retinol, dùng tre, dùng alapalen hay là dùng arbutin hay là hydroquinone thì nó đều có cái rủi ro là bị kích ứng và bị đậm lên trong mấy tháng đầu. Bạn nào bị đậm lên thì chắc các bạn sẽ từng trải qua rồi, thì mình sẽ quen là tấm chiếu mới mà kích ứng là mình không chịu được, hoặc là bị lên mụn mới do sản phẩm trị nám là có thể xảy ra. Đấy, thì mình tìm cách mình phòng tránh. Đấy, thứ ba nữa là mình phải kiên định theo cái đủ tin đã chọn. Người ta có câu là đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Thế thì bây giờ mình cứ mỗi hôm mình theo một cái phác đồ ấy thì nó không hiệu quả. Nên là quan điểm có xíu là nếu mình đã theo cái đủ tin ở của ai đó rồi, mình vừa mua sản phẩm xong vài triệu rồi, thôi cứ dùng đi, nếu mình đã tin tưởng và đã tìm hiểu kỹ. Chứ bây giờ mà mình không tìm hiểu kỹ thì mình đừng dùng. Quan điểm có xíu rất rõ ràng thế. Cũng như mình đi ăn ấy, mình phải biết cái đồ ăn này mình thử, đúng không? Thử cũng được. Đấy, nhưng mà thử thì mình đừng mua nhiều nữa, mình mua ít thôi. Đấy, phải xác định rõ là mình đã tìm hiểu kỹ rồi, mình dùng là mình phải tuân thủ, kiên định. Kiên định rồi sẽ cách mạng thành công. Ok rồi đấy. Một cái lưu ý này, trong cái lúc mà nếu bạn nào mới trị nám ấy, hoặc là trong cái liệu trình trong khoảng 1-2 tháng đầu ấy, thì thường nó sẽ hơi đậm lên một chút là bình thường nhé. Sẽ có hai cái kiểu cải thiện này. Kiểu một là ban đầu dùng nó sẽ giảm luôn, nhưng sau đó nó sẽ có lúc nó lên, sau đó nó xuống. Kiểu số 2 là nó đậm lên xong nó mới giảm. Thì bạn hình dung là những cái sắc tố mà nó đẩy lên nông ấy, thì lại không sợ. Còn hình dung vừa xem đúng không? Những cái đốm sắc tố mà nó ở trên bề mặt nông mình nhìn ở mắt thường được thì nó không khác gì gọi là cái bèo trên cái ao. Thì mấy tháng sau thì nó cũng đào thải hết. Tức là những cái gì ở nông mà mình nhìn ở mắt được thì nó không khó, kiểu gì nó cũng được đào thải. Nhưng mà cái chân nám gọi là cái gốc rễ bên dưới thì nó mới quan trọng. Nên là nếu bạn nào mà mới dùng cái đồ tin nào đó mà bị đậm lên khoảng 1-2 tháng thì không có xi nhê gì cả. Chứ bây giờ bảo là cái này hay lắm, cứ bô là giảm luôn, các bạn thích không? Có cái gì đó mà cứ bô là giảm không? Cứ bô là mờ mình có thích không? Chắc chắn hiệu quả, mờ bôi phát mờ luôn có thích không? Quá dễ. Bôi thuốc các bạn ra mua luôn cái Fusicop chẳng hạn. Cái mà để trị kích ứng ấy, viêm da, viêm da tiếp xúc thì hay dùng Fusicop. Bôi phát thôi nám đỡ luôn. Bởi vì nó là corticoid, đúng không? Nhưng mà cái đấy lại vừa xử lý được kích ứng da và các cái viêm da tiếp xúc. Nhưng mà các bạn lấy corticoid bôi nám xem đỡ luôn, rất rẻ tiền. Nên là khi mà các bạn trị nám thì đừng lo vấn đề là bị đậm lên trong mấy tháng đầu, nghĩa là cái đấy có thể bị bình thường. Có một vài trường hợp ấy, còn khi mà mới bôi rồi retinol đấy choe nó còn đậm, nó còn bị đậm lên, đang không nám đấy bôi xong đậm lên, buồn cười thế. Đấy, nhưng hóa ra là không phải, đó là do đúng cái thời điểm mình bôi ấy, thì nó lại tăng nhạy cảm ánh sáng thì mình bị
cái khởi phát nám nó sớm hơn. Cũng chia sẻ một như này, có cái đợt ấy, ví dụ nhá, các bạn tự nhiên mà thấy da mình nó bị lên mụn ồ ạt mà không kiểm soát ấy, thì cũng có thể kiểm tra lại cái chế độ dinh dưỡng. Ví dụ như là cái chế độ ăn và uống nhiều sữa nhá, nhiều sữa tươi ấy, nó cũng rất là lên mụn. Có nhiều cơ địa là bị cảm với sữa. Thứ hai là mình rất là căng thẳng lo lắng ấy, thì mụn nó cũng lên không kiểm soát. Vì các bạn hình dung là cái mụn mà do cái nội tiết tố, tức là do cơ thể mình nó từ bên trong ấy, thì nó sẽ lên rất là ồ ạt và mình rất khó kiểm soát. Đấy thì mình cũng phải kiểm tra lại. Minh Vũ là arbutin 5% thì có dùng lâu dài được không? Thì câu trả lời là có nhá. Từ 5% trở xuống thì có thể dùng lâu dài được. Đấy, mình có thể dùng 6 tháng, 1 năm, 2 năm thoải mái. Arbutin nó khá là an toàn. Nhưng tuy nhiên ấy, bạn hình dung này, các sản phẩm ức chế chân nám hiện nay mình có thể bôi buổi sáng, buổi tối đều được. Tuy nhiên là những cái lý do khiến cho mình bôi nó không cải thiện. Thứ nhất ấy là các bạn chưa kết hợp nhiều nhóm với nhau. Ví dụ mình chỉ dùng mỗi arbutin không. Hình dung nhá, nếu bạn có 2 mũi tên, mình sẽ bắn trúng đích dễ hơn. Đúng không? Nên là nếu mình dùng cả arbutin mà kết hợp với niacinamide hoặc là kết hợp với coric acid hoặc là azelaic thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ là mình sẽ lên một phác đồ này. Thế thì tại sao mà nhiều bạn nó không đỡ ấy? Là các bạn không kết hợp nhiều nhóm với nhau mà mình dùng đơn độc một nhóm mà nó sẽ không đỡ. Da yếu nhạy cảm thì có uống nên uống không và peel được không? Rồi da yếu thì uống bình thường. Nếu như mà peel biết cách ý, thì nó sẽ tăng cái làm khỏe da hơn các bạn ạ. Nhiều bạn cứ sợ nghĩ rằng là khi mình làm peel ý, thì là da mình có yếu đi không? Thì hôm nay cũng trả lời luôn này. Bản chất của phương pháp peel là gì? Là peel là một cái hoạt chất khi mình bôi lên da nó sẽ gây đứt gãy. Giống như mình hình dung là mình có quyển sách này. Ví dụ nhá, đây là quyển sách của mình này. Đấy, đây là quyển sách. Quyển sách này là cái da của mình này. Khi mình peel lên ý, thì nó sẽ làm bóc tách. Đấy, nó sẽ làm bóc ỉ miếng này, sau đó là da mình nó tăng sinh lại, nó đầy lại. Sau đó là gì, mình lại peel tiếp thì nó lại bóc ra. Nhưng mà nếu mình peel dày quá, mình bóc phát nửa quyển này, thì có phải là nửa quyển này bóc đi đúng không? Thì có phải là da mình sẽ mỏng yếu không? Nhưng mình chỉ bóc ít thôi, tôi chỉ bóc tí thôi, bóc tầm 1/10 quyển thôi, đấy tôi bóc tí này thôi. Sau đó đợi da mình phục hồi, đầy lên thì tôi lại peel tiếp. Đấy thì bản chất của các phương pháp peel mà có bong da ấy, mà mình bong nó vừa phải thôi, nó sinh lý hơn, thì có phải là da mình khỏe hơn không? Bởi vì sao? Bây giờ mình tự nhiên bây giờ hình dung mà đi, các bạn là có em bé ở nhà, tự nhiên bây giờ là mà vẽ bệnh lên cái bìa sách này, thì bạn có thay được bìa sách mới không? Không. Nhưng mà đây là cái da, hình dung cái bìa sách này là cái da này, đây là cái chiều dày của da nhá. Thì bây giờ là chẳng may bây giờ là bé nhà mình nó vẽ sách này, bìa sách này, thì làm sao mình có thể là mình thay cái bìa mới được? Nhưng mà da mình có một tính năng là tính năng thay mới, nên là khi da mình bề mặt nó thâm nó sạm thì mình làm sao mình peel đi? Ôi trời, chẳng may thâm sạm đúng không, bóc luôn. Có phải là tự nhiên bên dưới nó đẹp hơn không? Sau đó là phục hồi lại đã, sau đó lại bóc tiếp. Thế đấy gọi là nghệ thuật của peel da. Bạn nào biết làm peel thì nó rất hay luôn, cực kỳ hay. Đấy nha, nên là da yếu thì vẫn peel được, nó có thể làm tăng khả năng làm dày da. Nguyễn Đặng Ngọc Linh là bác sĩ cho em tên cái sản phẩm peel, nó có nhiều peel lắm. Ví dụ nhá là peel blue peel này, đấy, hay là peel bằng TCA này. TCA thì có thể là dùng cái TCA Pain Control này, thì có nhiều hãng lắm, nhưng tuy nhiên ấy thì không khuyến cáo các bạn tự làm. Bởi vì là các sản phẩm peel tự làm thì nó khá nhẹ và mình không có kỹ thuật làm thì nó cũng hơi khó. Ngoài ra thì có thể là mình peel bằng cái retinol 3% cũng là một cách. Đó, peel bằng retinol 3% thì có nhược điểm là nó hay bị hồng da quá, nó bị đỏ da, đỏ mất tầm 3 ngày. 2 ngày đầu sau peel nó không sao, nhưng mà ngày thứ 3, ngày thứ 5 nó bị đỏ, sau đó nó lại mờ đi, tóm lại một tuần xấu, ví dụ đấy. Nhưng mà nhược điểm của peel là mất một tuần xấu. Rồi ánh hồng là mới sinh con 3 tháng chị nám kiểu gì? Như này, những chị em nào mà có em bé hay là bầu thì lưu ý, nám thì nó bắt đầu xuất hiện thường là 3 tháng giữa thai kỳ thì hay gặp, cho đến là lúc sinh ra em bé thì mất 1 năm đầu. Đấy, thì mình có 1 năm đầu mình xử lý. Tuy nhiên thì trong 1 năm đầu ấy thì các bạn lại cho con bú, nên là mình cũng không xử lý được. Đấy thì làm nào, thì mình sẽ làm này, các cái nhóm dùng được cho bầu nhé, bạn nào biết thì ghi xuống. Dùng được khi mang bầu và cho con bú thì có thể dùng được là azelaic, niacinamide và C. Đấy thì mình có thể dùng một trong ba nhóm đấy nhá. Tuy nhiên thì nó không mạnh bằng cái arbutin, nhưng mà arbutin thì không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú nhá, cả cho con bú luôn. Nên là lúc mà có thai mình chỉ dùng cái nhóm nhẹ thôi nhá. Ok, thơm kêu là sáng bôi C tối B3 được không? Được luôn, rất là ok. Tuy nhiên thì cái routine mà dành cho cái da nám nhẹ thì mình có thể dùng C và niacinamide cũng được, hoặc là azelaic và niacinamide cũng là một giải pháp. Rồi nia 2% bôi có hiệu quả không? Có hiệu quả cho tăng ẩm thôi, chứ còn cho sắc tố là không, gần như không, nhẹ quá. Rồi da nhạy cảm trị nám không được chứ, nó khó hơn một chút thôi nhưng mà vẫn được. Hình dung là da nhạy cảm nó không khác gì một cơ thể yếu. Thế bây giờ mình mà đang yếu thì mình làm gì? Mình tăng phục hồi lên cho nó khỏe lên đúng không? Thế bây giờ yếu thì mình không tập thể dục à? Đình Vũ là em bị nám ở hai bên má thì nên dùng retinol nhưng mà lại bị mụn ẩn ở trán, nên được dùng gì? Em có thể dùng sang tre gel.
là xong nhé. Hoặc là như này, em dùng cái retinol là hai má bình thường nhưng mà chán thì không dùng loe nữa là xong, rất là đơn giản. Chán thì em chuyển cho anh sang cái adapalene, ví dụ như là Cleansit MS hoặc là Differin nhé, chuyển sang cái cho anh. Rồi đến bạn này vẫn hỏi là cái hãng Camel có được không, thì CEO cho rằng là mỗi một nhãn sinh ra nó sẽ hợp với một tình trạng da của mình, chứ nếu mà nói hợp hay không hợp thì nó hơi khó trả lời. Nhưng tóm lại là nếu như mà em dùng mà em thấy hiệu quả thì có nghĩa hợp với em, đúng không? Vì có ai sinh ra hợp nhau với tất cả mọi người đâu. Đến hoa hậu cũng có người chê xấu mà thì nghĩ gì đến sản phẩm, đúng không? Đấy, tức là mỗi sản phẩm sinh ra sẽ hợp với một tình trạng. Đấy, vừa nói xong đấy, cái này hợp với da nhạy cảm, cái này hợp với da khỏe, thế mình dùng ngược lại nó không hiệu quả. Chào Cherry nhá, loại uống trị nám kéo dài bao lâu rồi? Uống trị nám ấy thì thực tế là dùng liên tục được. Thứ hai nữa là chỉ có một cái vitamin C thôi, cái C thì mình nên dùng 2 tháng nghỉ một thôi. Các bạn lưu ý nhá, mỗi một nhóm mình có một cái liệu trình cũng khác nhau nhá. Cái C thì mình không nên uống liên tục, chỉ uống khoảng 2 tháng nghỉ một là ok nhất, vì nó không cần thiết phải uống lâu thế. Thứ hai là C mà uống liên tục thì nó cũng dễ gây tác dụng phụ hơn, uống 2 nghỉ một chuẩn hơn. Đấy, chuẩn hơn tác dụng phụ. Rồi Tú là em pill được 5 ngày đang dùng B5, dùng thêm gì để cải thiện da trắng hơn, em dùng C đi. Sau pill dùng C và Acutin cũng hợp mà. Nhá, dùng C và Acutin cũng rất là hợp luôn sau pill. Chuyên Anh là bác sĩ cho em hỏi là dùng vitamin E nào tốt cho da tàn nhang? E thì có làm sao mà trị tàn nhang được? Tàn nhang thì phải dùng C, dùng cysteine đúng không? L-cysteine hoặc là dùng glu chứ, ai dùng E đâu, đúng không? E chống lão hóa. Rồi Nia dùng kết hợp với Amutin được không? Thành phần bao nhiêu? Nia khoảng 10% trở lên nhá. Và Amutin thì từ 2% trở lên là có hiệu quả, nhưng phải lâu dài đấy, phải mấy tháng, chứ còn mới dùng thì không hiệu quả. Với một cái nữa là khi trị nám ý, các bạn theo cái lộ trình lâu dài, đúng không? Mình hình dung là các bạn hình dung là để có cái nám thì không phải ngày hôm nay nó bị đâu, nó bị nhiều năm rồi, rất nhiều năm rồi, bây giờ nó mới khởi phát, đúng không? Chứ không phải bây giờ nó bị. Các bạn cứ tưởng là tự nhiên là mặt mình giống như bây giờ nhá. Bạn lấy cái bút vẽ mặt ấy, đúng không? Lấy cái bút này, mình vẽ phát là mặt này thì thành cái đốm luôn không? Đúng không? Thì không có chuyện đấy. Nếu thế thì dễ quá, giống như tàn nhang và thâm mụn ấy, đúng không? Tàn nhang là tự nhiên da nắng nó mọc lên đốm luôn, đúng không? Thì nó hết nhanh, cái gì đến nhanh thì sẽ hết nhanh, cái gì đến chậm thì hết chậm. Đấy là như thế. Chứ không phải là bây giờ mới bị đâu. Rồi Tuyết Mai là em hỏi là uống glu 1 năm rồi thì có cần dừng không? Thì không em, glu liên tục được, tốt nhất là uống liên tục. Hoặc là mình cũng có thể dừng 1 tháng thôi, chứ đừng dùng lâu quá. Dừng một tháng rồi uống tiếp cũng được, cũng là một giải pháp, nhưng mà đừng dừng lâu quá. Dừng trên 1 tháng là nó hay bị sạm lại. Nguyễn Dung Châu An, viên uống chống nắng thì có thể uống liên tục và kéo dài được không? Mùa hè thôi, mùa đông thôi. Còn uống liên tục được không thì có chứ. Không sao. Ok. Và tuy nhiên thì check cái thành phần C ấy. Nếu như mà hàm lượng C nó cao một chút thì mình đừng dùng liên tục. Rồi Hà Doãn là nám chân đinh thì có thuốc bôi không? Nám chân đinh thì phải laser nhá. Đấy, chân đinh là laser, nếu đó là cái Hori Nebus thì những cái đốm mà mờ mờ ấy, cái hình dung nhá, trước mắt mình có cái kính. Nếu như mà cái đốm nám nó ở trước cái kính thì nhìn nó rõ, còn ở sau cái kính thì nhìn nó mờ. Thế thì mờ ở sau cái kính thì mình bôi sản phẩm thì mình bôi vào cái kính thì nó có hấp thu được không? Không, đúng không? Nên là mình phải dùng laser mình bắn. Đấy, rất là đơn giản, giải thích rất là đơn giản, các bạn có thấy dễ hiểu không? Đấy, hình dung mình có một cái kính trước mặt đấy, và mình nhỏ mình vẽ bệnh và gọi là một cái đốm nám ở trước cái kính đấy, thì mình xử lý rất dễ. Nhưng mà ở sau cái kính thì mình phải laser mình bắn, chứ mình bôi nó không ngấm được đấy. Cảm ơn các bạn đã theo đến phút này của video, và đừng quên bấm nút đăng ký kênh, subscribe vào kênh Báo Sĩ Yếu để đón xem các video mới nhất.